Ê, chào mừng em đến với PVZ Fun Stop. Các anh em hãy like và subscribe cho video này nếu các em thấy kênh này hay nhá. Ok, mình sẽ làm tiếp tục về Survival Elite mình vẫn đánh giờ lúc nãy nhá. Ok, continue. Ok, thế là mình kêu hai con Giga này, kêu hai Giga rồi, và mình cũng còn xong. Nhưng mà toàn bộ phần defense trên này thì đã bye bye rồi, thế nên là yes, mình sẽ phải tìm một cách khác, mình phải tìm một chế độ khác để defense lại. Ok rồi, đấy rồi. Ok, thế thì bây giờ mình vẫn dùng Spyrock và Spyweed Winter Melon. Ok, sử dụng Duron nhé, Duron xem thế nào. Ok rồi, thế thì chế độ cơ bản thì vẫn cứ chỉ là control thôi. Mình sẽ trồng thêm Winter Melon và Spyrock và Seaweed ở trên này. Sau đó thì we fight. That's all. Okay. Yes. Okay. Có lẽ là phải cần thêm pumpkin đấy. Sunflower, tôi sẽ mang sunflower đi làm và chắn nhé. Squat đi. Okay, let's go. Yeah, come on. Có vẻ là ở dưới này mình vẫn ổn nhờ, không có vấn đề gì cả. Nên là tạm thời thì ở đây nhá. Ok. Rồi. Có vẻ là hơi hơi. Ok, thế này đi. Ở đây khá ổn nhờ. Bye.
Suffering thì nó dễ thở nhé. Ok. Căng quá.
Nhưng mà thế là phải chỉnh rồi, chỉnh chiến thuật rồi, chứ còn để này không được đâu. Của Backhouse nhá. Backhouse là những thoải mái. Ok. Nói chung là chiến thuật đấy, chiến thuật nấu cóp thì cũng được. Nói chung là được nhiều flag hơn chiến thuật có cóp vậy. Nhưng mà cũng nhiều cái phải cải thiện nữa. Cũng đơn giản. Ok. Rồi. Ba con ở đây này. Không rồi, tôi không biết hay. Tôi không biết hay. Ok. Ok. Hãy lên xuống nút nhá. Ok. Chưa tìm được đấy là Nightmare, tìm được là Nightmare. Bây giờ để hôm nào mình xem một bút mới mình sẽ xem lại nhá. Hôm nay mình đánh tạm thôi, đánh review Survival Elite thôi. Xem thế nào. Yeah. Ok. Đấy rồi. Take move. Ok. Rồi. Ok. Đi shooter này. Đâu cái này. Ok rồi. Ok rồi. Em xem thử cái ông Daniel Harito xem một người đánh cơ bản của anh như thế nào. Ông có cái chiến thuật là cơ bản người ta ấy, không phải là nhiều luôn. Nhưng mà tất cả thôi. Nhưng mà cái cách người ta đặt là thân lâu rồi cũng chưa nhiều lắm. Nhưng mà đặt thì bao nhiêu rồi? 63, 10 cái nữa, ok. À, 12 cái nữa. À, 65 à, 10 cái nữa, ok. Rồi. Mọi nguồn hết cái xe rồi nhá. Yên tâm. Đấy. Nào, nào, cho đủ tiền. Lo gì. Ok. My match to go. Come on, man. Come on, man. Ok. Ooh. Yeah. That's that. So, thank you very much. Cảm ơn anh em đã xem nhá. So, anh em đã like and subscribe. Nếu các em thích video của mình. Và nhấn subscribe để nhận thêm video từ kênh hàng ngày nhé. Cảm ơn. Goodbye.